chào và kính mời quý vị theo dõi bản tin thời sự trưa của Đài Truyền hình Việt Nam. Hôm nay bản tin có những nội dung đáng chú ý sau đây. Quốc hội thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội vẫn còn nhiều bất cập dù hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đặt ra. Giải pháp cho trái cây tươi Việt Nam nhìn từ thị trường Mỹ. Các địa phương tăng cường công tác quản lý hoạt động của tàu cá, ghi nhận thực tế tại Quảng Trị với những chuyển biến tích cực. Bắt đầu phần tin chi tiết, thảo luận phiên toàn thể sáng nay về tình hình phát triển kinh tế xã hội, nhiều đại biểu đánh giá cao nỗ lực của chính phủ trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đã đặt ra, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, một số đại biểu vẫn bày tỏ lo lắng về tình trạng hụt thu ngân sách, bất cập đầu tư công hay là tình trạng sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế vẫn còn một số bất cập. Về cơ cấu nguồn thu ngân sách, theo tính bền vững hơn, nếu trước đây chúng ta tập trung vào dầu thô, thì trong báo cáo đã thể hiện là hiện nay thu của nội địa chiếm gần 82% trong tổng thu cân đối ngân sách. Tôi cho rằng đây là sự nỗ lực rất lớn của bộ ngành, của chính phủ, cũng như là trong toàn hệ thống chính trị. Tăng trưởng dựa vào chế biến, chế tạo. Rõ ràng, tăng trưởng đã giảm đáng kể, phụ thuộc vào khai thác tài nguyên. Năm 2018, GDP từ dầu thô chiếm khoảng 4% và thu ngân sách chiếm 3,2%. Cách đây 4 năm thì thu ngân sách từ dầu thô chiếm đến 32%. Một trong những khó khăn mà nhiều đại biểu Quốc hội nhìn thấy là thu ngân sách năm 2018 tuy có tăng 3% so với dự toán nhưng có chiều hướng sụt giảm mạnh cho những năm gần đây. Nguồn thu ở 3 khu vực không đạt dự toán. Dự kiến đến cuối năm 2018 thì 22 trên 57 địa phương không đạt dự toán. Trong đó hai đầu tàu kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội hụt thu 2 năm liên tục. Tình trạng thất thu thuế còn rất lớn, riêng nợ thuế đã lên tới 83.000 tỷ đồng, tăng 13,3% so với năm 2017. Trong 9 tháng, số doanh nghiệp thành lập mới tăng thấp 2,8%, cùng kỳ thì tăng 15,4%, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng 48,1%, cùng kỳ tăng 9,4%, số doanh nghiệp giải thể tăng 32,1%, cùng kỳ tăng 4,4%. Như vậy, cứ 100 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động thì có 77 doanh nghiệp ngừng hoạt động và giải thể. Đề nghị chính phủ chỉ rõ nguyên nhân tại sao doanh nghiệp phát triển chững lại và số doanh nghiệp ngừng hoạt động và giải thể lại tăng rất cao. Với đà phát triển như hiện nay, đến năm 2020, mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp có đạt được không? Việc thực hiện sắp xếp, tinh giản bộ máy do chưa có hướng dẫn cụ thể cũng như thiếu cơ sở pháp lý đầy đủ nên việc tổ chức thực hiện và triển khai trong thời gian qua ở các bộ ngành, địa phương chưa đồng bộ, thiếu thống nhất và có thể nói là rất lúng túng. Mỗi nơi làm một cách khác nhau, trong khi chúng ta chưa tổ chức thí điểm mô hình, tổng kết đánh giá để nhân ra diện rộng. Nhiều băn khoăn vướng mắc chưa được tháo gỡ, việc giảm đầu mối và tinh giản biên chế bộ máy còn nặng tính cơ học. Ví dụ như việc sáp nhập giữa cơ quan đảng với cơ quan nhà nước, việc sáp nhập các phòng ban sở ngành, một số tổ chức chính trị xã hội và nghề nghiệp v.v. chưa được tính toán thấu đáo trên cơ sở chức năng nhiệm vụ và các quy định của pháp luật. Tôi đề nghị chính phủ có sự chỉ đạo để thực hiện thống nhất đồng bộ trên phạm vi toàn quốc. Đến nay, việc đổi mới sắp xếp lại bộ máy diễn ra còn chậm, bộ máy nhà nước vẫn còn cồng kềnh. Việc tinh giảm biên chế chưa chú trọng tới cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, chưa tinh giảm được những đối tượng có đạo đức công vụ, trình độ năng lực yếu kém. Báo cáo về xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2018, Việt Nam tiếp tục cải thiện vị trí, tăng 2 bậc lên vị trí 45 trên 126 quốc gia và nền kinh tế được xếp hạng. Đây là kết quả chỉ đạo quyết liệt toàn diện của chính phủ trong việc xây dựng và triển khai các giải pháp đồng bộ, thiết thực nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia. Kinh tế Việt Nam cũng nhận được những đánh giá lạc quan khi trong báo cáo vừa công bố, hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's nhận định
kinh tế Việt Nam vẫn sẽ tăng tốc với triển vọng lạc quan, duy trì mức tăng trưởng 6,7% trong năm nay, bất chấp ảnh hưởng tiêu cực của bất ổn tài chính và thương mại gần đây. Theo Moody's, triển vọng kinh tế được hỗ trợ bởi hoạt động xuất khẩu các mặt hàng điện tử và dệt may đang diễn ra mạnh mẽ, đi cùng đà phục hồi tương đối của lĩnh vực nông nghiệp và dòng vốn đầu tư nước ngoài ổn định. Chi phí lao động thấp, lực lượng lao động trẻ và đang gia tăng giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà sản xuất. Cùng với đó, các chính sách kinh tế vĩ mô hiệu quả và cải cách cơ cấu hơn nữa là hai yếu tố rất quan trọng quyết định sự tăng trưởng liên tục trong trung và dài hạn. Đưa các đoàn doanh nghiệp hai nước tham quan và tìm hiểu thị trường của nhau, hỗ trợ các thủ tục pháp lý, thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp khi có các hoạt động thương mại. Đây là nội dung quan trọng có trong biên bản ghi nhớ vừa được ký vào ngày hôm qua giữa Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam với đại diện đoàn doanh nghiệp vừa và nhỏ Hungary. Hai bên cam kết xúc tiến hoạt động giới thiệu các sản phẩm công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao, bất động sản và du lịch tới doanh nghiệp và người tiêu dùng của hai nước. Một điểm hạn chế trong việc kết nối quan hệ của Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ của cả hai nước là chúng ta chưa nhận được nhiều sự hỗ trợ về kinh phí. Chính vì thế, việc đầu tiên của chúng tôi sau đây là liên hệ với ngân hàng, quỹ phát triển của chính phủ để tìm nguồn kinh phí cho kết nối và sau là hoạt động của doanh nghiệp. Ngoài ra còn tổ chức các hội nghị hội thảo theo ngành hàng hoặc theo nhóm ngành hàng, nhóm doanh nghiệp theo yêu cầu cụ thể. Đặc biệt, hai bên sẽ hỗ trợ xác minh thông tin doanh nghiệp. Xác minh về cái môi trường hoạt động, những cái vấn đề doanh nghiệp hoạt động có đúng pháp luật không, có tốt không, có thực sự như là doanh nghiệp tuyên truyền không, có đảm bảo là những cái doanh nghiệp đang hoạt động rất là ổn định, có cái độ tin cậy cao. Từ mức kim ngạch xuất khẩu 60 triệu đô la Mỹ vào năm 2013, hiện kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Hungary đã tăng gấp gần 5 lần. Tính riêng 8 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu sang Hungary đã đạt 283 triệu đô la Mỹ. Việt Nam được biết đến với nhiều loại trái cây nhiệt đới phong phú có chất lượng cao. Thế nhưng hầu như năm nào cũng vậy, hết dưa hấu, vải rồi lại đến thanh long. Cứ trúng vụ thì rớt giá, không bán được, phải vứt bỏ hay là chờ giải cứu. Có nhiều nguyên nhân và giải pháp đã được đưa ra, song tình trạng này vẫn chưa được giải quyết. Để góp phần tìm lời giải cho vấn đề này, phóng viên chúng tôi đã tới một trong những thị trường lớn nhất thế giới, đó là Mỹ. Mời quý vị cùng theo dõi. Chị Hoàng Nguyễn là chủ một công ty xuất nhập khẩu tại bang California, Mỹ. Từng nỗ lực để đưa trái thanh long Việt Nam sang Mỹ nhưng chưa thành công. Chị Hoa rất đau đáu trước tình hình trái thanh long tại Việt Nam hiện nay. Cách đây 6 đến 7 năm trước thì chúng tôi có làm một cái quy trình của USDA xài phân hữu cơ của Mỹ áp dụng trên cây thanh long và trái thanh long rất ngon. Chúng tôi cũng bị cái vấn nạn là nhập qua quá nhiều cùng một lúc, không tiêu thụ kịp. Từ đó mới sinh ra là cho sấy. Sấy thanh hoa thì rất là được thị trường yêu chuộng. Nhưng tại thời điểm đó, mọi công đoạn chế biến và đóng gói đều phải thuê nhà máy của Nhật làm. Vì thế giá thành cao, không thể cạnh tranh. Hiện một số doanh nghiệp Việt Nam đã làm chủ công nghệ chế biến trái cây tươi giúp giảm giá thành, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Kiểu sấy thang hoa này là chưa đạt chuẩn, bởi vì sấy thang hoa mà đạt chuẩn thì nó rất là giòn và ngon. Chuối thì Việt Nam mình chỉ có một loại sấy khô là mình chiên rồi mình sấy, nên cái mặt hàng này cũng chỉ có ở trong cái cộng đồng của người Việt mình thôi. Còn đây là mặt hàng cũng chuối, nhưng mà người ta sấy theo kiểu tự nhiên của Thái Lan, thì cái mặt hàng này đang được yêu chuộng và người ta không có hàng để bán. Theo chị Hoa, tại Mỹ, chế biến chính là một trong những biện pháp quan trọng để giải quyết đầu ra cho trái cây tươi, đảm bảo ổn định nguồn cung và giá cả trên thị trường, giải quyết số lượng trái cây tươi còn tồn đọng sau chính vụ. Trong bối cảnh việc xuất khẩu trái cây tươi của Việt Nam sang thị trường Mỹ còn đang gặp rất nhiều khó khăn, trong khi nhu cầu trái cây đã qua chế biến của thị trường này lại rất lớn, thì việc đầu tư cho những dây chuyền chế biến hoa quả sau thu hoạch đáp ứng nhu cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường này có thể là một giải pháp cần tính đến cho đầu ra của trái cây Việt Nam. Lê Minh, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý trên các trang báo mạng ngày hôm nay. Hãng tin Reuters đưa tin vào ngày 25 tháng 10, công ty ô tô VinFast và tổng công ty dầu Việt Nam BVOil đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai hệ thống trạm sạc và thuê pin cho xe máy điện thông minh ô tô điện. Sự kiện khởi đầu cho kế hoạch thiết lập 30.000 đến 50.000 trạm sạc và thuê pin của VinFast trên toàn quốc.
Giai đoạn đầu, BV Oil sẽ cung cấp 600 điểm kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc để VinFast tiến hành lắp đặt hệ thống trạm sạc và tăng lên 20.000 điểm vào năm 2020. Trang tin quốc tế của Trung Quốc có bài viết về quy mô lớn nhất từ trước đến nay của triển lãm ô tô Việt Nam 2018 đang diễn ra từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm thu hút sự tham gia của 15 hãng xe lớn, trưng bày 120 mẫu xe đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Với dân số khoảng 96 triệu người, trong đó 2/3 trong độ tuổi lao động, Việt Nam là một thị trường ô tô đầy tiềm năng. Mặc dù hiện nay cứ 1.000 người thì mới chỉ có 23 người có ô tô, nhưng với việc nhu cầu đi lại của người dân tăng khoảng 10% mỗi năm thì ô tô cá nhân sẽ ngày càng trở nên phổ biến. Theo hãng tin RIA của Nga, giá tour du lịch từ Nga đến các khu du lịch biển đã bắt đầu giảm cho các chuyến đi khởi hành từ giữa tháng 11 tới đây. Theo Hiệp hội các nhà lữ hành Liên bang Nga, Việt Nam là một trong 10 nước có những điểm du lịch biển hấp dẫn nhất với giá cả hợp lý khoảng 1.600 đô la Mỹ cho một tour. Đứng đầu danh sách là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với gần 1.000 đô la Mỹ. Trong phần tiếp theo của bản tin, các địa phương tăng cường công tác quản lý hoạt động của tàu cá, ghi nhận thực tế tại Quảng Trị với những chuyển biến tích cực. Lễ khai mạc tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông, hội nhập là thông điệp chính của chương trình. Tại Hải Phòng, lực lượng cứu hộ đồn biên phòng Cát Bà vừa cứu nạn thành công 7 thuyền viên trên vùng biển Cát Bà. Chiếc tàu chở các thuyền viên này vận chuyển xi măng từ Hòn Gai, tỉnh Quảng Ninh đi Vũng Rô của tỉnh Phú Yên. Khi đến khu vực Hòn Bắn, cách đảo Cát Bà 7 hải lý thì gặp nạn. Do ban đêm nên lực lượng cứu nạn mới chỉ tìm được 7 người bị trôi dạt, 2 người còn lại được biết là đã có một tàu cá đi ngang qua hỗ trợ. Tuy nhiên hiện vẫn chưa liên lạc được với tàu đã cứu 2 người này. Hiện 7 thuyền viên đã được đưa về và chăm sóc y tế trên đảo Cát Bà. Đã hơn một năm trôi qua kể từ thời điểm mà Việt Nam bị EU cảnh cáo thẻ vàng đối với thủy hải sản. Suốt thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực để khắc phục, chống lại tình trạng khai thác trái phép, không rõ nguồn gốc và không khai báo, gọi tắt là IUU. Tại 28 tỉnh ven biển, việc tăng cường công tác quản lý hoạt động của tàu cá bằng cách phối hợp chặt chẽ và đồng bộ hơn giữa nhiều đơn vị đã đem lại những chuyển biến tích cực, ghi nhận tại tỉnh Quảng Trị. Anh Nguyễn Văn Trọng là thuyền trưởng tàu trọng tấn 1 ở thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh. Được các ngành chức năng tuyên truyền, ông Trọng đã nắm vững hơn trong việc đánh bắt thủy sản ở vùng biển xa. Ngư dân cũng phải tuân thủ theo luật pháp, mình khai thác theo đúng kinh đồ vị đồ của bờ biển Việt Nam. Sau nữa là coi mình khai thác cho đúng cái nguyên tắc của nhà nước ta đề ra. Trong năm 2018, lực lượng chức năng ở Quảng Trị đã tổ chức tuần tra gần 30 lượt, kiểm tra gần 500 lượt tàu cá, đã phát hiện và lập biên bản xử lý hàng chục trường hợp vi phạm, chủ yếu là tàu khai thác theo hình thức giã cào, không có nhật ký khai thác. Trong thời gian tới cần phải tăng cường cái việc tổ chức thực hiện cái luật thủy sản 2017, tiến tới là quản thất số lượng tàu thuyền theo cái gọi là khai thác bền vững, cấp các cái hạn ngạch quota trong khai thác và cũng như là cấp tất cả các cái tàu thuyền đều phải được khai thác theo cái quy định, gắn các cái máy giám sát hành trình để báo các cái vị trí theo đúng yêu cầu, qua đó tăng cường được cái việc kiểm soát các tàu hoạt động trên biển. Chuyển biến tích cực nhất tại Quảng Trị là từ đầu năm đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào ngư dân địa phương vi phạm vùng đánh bắt của nước ngoài. Sáng nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam Cuba và Đại sứ quán Cuba tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề Những thiệt hại do chính sách bao vây cấm vận của Mỹ đối với Cuba và biện pháp giảm thiểu thiệt hại của Cuba. Chia sẻ tại buổi tọa đàm, bà Lianis Torres Rivera, Đại sứ Cuba tại Việt Nam đã điểm lại những thiệt hại do chính sách cấm vận của Hoa Kỳ chống lại Cuba. Theo đó, thiệt hại trong gần 6 thập kỷ qua lên hơn 900 tỷ đô la Mỹ. Lệnh cấm vận đã tác động tới các ngành nhạy cảm nhất như y tế, giáo dục, thực phẩm, ngân hàng và tài chính. Một trong những chủ đề được quan tâm tại tọa đàm là nội dung liên quan đến việc Mỹ tiếp tục tăng cường cấm vận Cuba với một loạt các biện pháp và sự phản đối của toàn cầu. Tại buổi tọa đàm, tiến sĩ Đặng Thị Kim Oanh, tổng biên tập tạp chí lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng đã có bài tham luận với chủ đề Báo chí trong lĩnh vực truyền thông chống bao vây cấm vận.
Tại Myanmar, vào tối qua đã diễn ra đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế Miss Grand International 2018. Người đẹp Việt Nam Phương Nga, đại diện tham gia cuộc thi lần thứ 6 năm nay, đã được bình chọn là Miss Popular, thí sinh được bình chọn nhiều nhất qua mạng xã hội. Nhờ chiến thắng này, đại diện Việt Nam đã lọt vào top 10 cuộc thi năm nay, vượt qua các đối thủ. Người đẹp đến từ Paraguay đã đăng quang Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2018. Còn trong tối qua, các tín đồ thời trang và các nhà thiết kế trên khắp Việt Nam đã có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội để tham dự lễ khai mạc tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông. Đây là một trong những sự kiện thời trang chuyên nghiệp và lớn nhất trong năm tại Việt Nam. Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông 2018 có sự góp mặt của 20 nhà thiết kế và các thương hiệu đến từ 5 quốc gia: Pháp, Colombia, Thổ Nhĩ Kỳ, Haiti và Việt Nam. Mở màn cho bữa tiệc thời trang lần này là bộ sưu tập Thu Đông 2018 của Gia Studios, được mang đến bởi nhà thiết kế trẻ tài năng sinh năm 1990, Lâm Gia Khang. Anh từng được vinh danh tại Elle Fashion Awards vào năm 2015 và mới đây nhất là năm 2018 với giải thưởng nhà thiết kế của năm. Với những niềm cảm hứng là những người vũ công, những sự kiên cường của những người vũ công ballet. Và với lần này thì với những thiết kế đó, nhưng nó không chỉ gói gọn trong chuyện tôn vinh những vũ công nữa, mà nó mang một hàm ý lớn hơn, là một cái tình yêu của Khang đối với Hà Nội. Bởi vì bộ tập lần này Khang có những thiết kế đặc biệt dành riêng cho những người phụ nữ Tràng An, những phụ nữ mà luôn là niềm cảm hứng của Khang khi Khang còn là cậu sinh viên học tập ở đây. Sự phát triển của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam qua 7 năm tổ chức đã khẳng định sự lớn mạnh và khả năng hội nhập của ngành thời trang Việt Nam với làng thời trang thế giới. Đây sẽ là một cái chỗ để cho các bạn trẻ yêu thích thời trang có thể cập nhật được những cái xu hướng, và đặc biệt là nó sẽ dành cho những bạn trẻ nghiên cứu thời trang sẽ được tìm hiểu thêm về cái phát triển tiếp theo của thời trang, đặc biệt là ở trong một cái giai đoạn như bây giờ thời trang thay đổi liên tục và chóng mặt. Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông 2018 đã có một đêm diễn mở màn ấn tượng trong sự chứng kiến của gần 400 khán giả yêu thời trang. Sự kiện diễn ra trong 3 ngày và sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 10. VTV Travel, cổng thông tin du lịch đa nền tảng, đã chính thức được triển khai với sự tham gia phối hợp của Đài Truyền hình Việt Nam. Sự kiện này tiếp tục cho thấy sức hấp dẫn của thị trường du lịch trực tuyến Việt Nam. Hiện có tốc độ tăng trưởng ấn tượng hàng chục phần trăm mỗi năm, được định giá tỷ đô. Đây cũng là thời điểm mà thị trường này chín mùi, hình thành nhiều ngóc ngách để các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp khai thác, mang lại nhiều dịch vụ mới mẻ cho người dùng. Thay vì phục vụ khách đi tour, thì chuyển mục tiêu sang khách du lịch tự túc. Thay vì bán vé online máy bay khách sạn, thì chuyển sang bán vé online địa điểm tham quan. Thay vì khai thác các địa điểm du lịch nổi tiếng, thì chuyển sang các địa điểm mà ít ai biết đến. Khai thác các ngách thị trường là cách mà các doanh nghiệp khởi nghiệp đang cạnh tranh trên thị trường du lịch trực tuyến. Anh chị có sử dụng ứng dụng di động để hỗ trợ khi đi du lịch tự túc đến Việt Nam không? Không, chúng tôi chỉ có tấm bản đồ cũ này thôi. Nhưng đúng đấy, đôi khi chúng tôi cũng không biết nên đi đâu, làm gì. Nếu có một app gợi ý hay thiết kế sẵn lịch trình thì sẽ rất là hữu ích. Đáp ứng nhu cầu lên lịch trình online của du khách tự túc đến Việt Nam là điều mà startup này đang làm. Một ngách thị trường mà startup cho rằng rất tiềm năng, khi có gần 70% khách du lịch đến Việt Nam là đi tự túc, nhưng hiện có rất ít doanh nghiệp đang khai thác. Giúp người dùng mà chỉ cần nhập điểm đến, điểm đi, số ngày thì mình có thể tạo ra một cái lịch trình phù hợp. Từ sử dụng thuật toán là như là Big Data, AI, phân tích hành vi người dùng để đưa ra một cái lịch trình phù hợp. Theo Hiệp hội Thương mại Điện tử, hiện các doanh nghiệp ngoại đang chiếm đến 80% thị phần du lịch trực tuyến tại Việt Nam. Những cái tên hàng đầu là Agoda, Booking, Traveloka đều là những doanh nghiệp khai thác mảng đặt mua vé máy bay, khách sạn. Đây cũng chính là mảng thị trường có nhiều tay chơi và cạnh tranh khốc liệt nhất hiện nay của du lịch trực tuyến. Và khi những ông lớn đang tập trung giành nhau miếng bánh to, thì lại là thời cơ để các startup khai thác những ngách nhỏ hơn, cơ hội để làm người tiên phong cũng cao hơn. Không cạnh tranh về giá so với các cái đối thủ đến từ nước ngoài, các OTA đến nước ngoài, bởi vì họ rất mạnh về cái độ phổ rộng của họ và mạnh về cái chiến dịch marketing. Mình tập trung vào một cái ngách nhỏ làm vé tham quan các hoạt động vui chơi trải nghiệm du lịch dành cho giới trẻ đi tự túc, làm mạnh cái ngách đó và tập trung làm tốt về khâu dịch vụ khách hàng. Google và Temasek Holdings dự báo Việt Nam sẽ chiếm 10% trong miếng bánh du lịch trực tuyến của Đông Nam Á, tương đương giá trị 9 tỷ đô la Mỹ sau 7 năm nữa. Ngách thị trường là rất hứa hẹn để doanh nghiệp Việt khai thác.
Tuy nhiên, để thực sự làm được thì đòi hỏi sự hỗ trợ của cả một hệ sinh thái khởi nghiệp du lịch, bao gồm cả nhà quản lý, nhà đầu tư và hệ thống vườn ươm, chứ không chỉ là câu chuyện của riêng startup. Ngày hội Tình nguyện Quốc gia 2018 với chủ đề Việc tốt mỗi ngày sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12 này tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội với sự tham gia của 5.000 tình nguyện viên trong nước và quốc tế. Đây là năm thứ 8 Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia đồng tổ chức sự kiện ý nghĩa này. Chuỗi sự kiện được thực hiện trong dịp Ngày Quốc tế Người Tình nguyện, bao gồm Ngày hội Tình nguyện Quốc gia 2018, Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2018 và Liên hoan các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện lần thứ nhất. Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm nay sẽ được trao cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện năm 2018. Cùng với đó là cuộc hội ngộ của 200 câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện đại diện cho hàng ngàn câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện trong toàn quốc với các mô hình, sáng kiến đã và đang được thực hiện mang lại nhiều giá trị và hiệu quả cho cộng đồng. Chuỗi sự kiện dự kiến sẽ kéo dài từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 12 năm 2018 là dịp để khuyến khích ghi nhận những đóng góp, sự cống hiến không ngừng nghỉ cho các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng trên khắp Việt Nam. Cuối bản tin là các thông tin dự báo thời tiết. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự trưa của Đài Truyền Việt Nam. Để xem lại bản tin hôm nay, quý vị có thể truy cập vào địa chỉ trang web vtv4.vn hoặc địa chỉ YouTube đang hiển thị trên màn hình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.